Xin chào bạn, hôm nay Sơn sẽ giới thiệu bạn mẫu sản phẩm mới của hãng súng nép ha. Mẫu này là súng Rival với mã sản phẩm là B2835. Đó, các bạn hình nhìn trên cái súng này. Đây hình sản phẩm của chúng ta. Thì đối với cái súng này thì nó có ba cái băng đạn luôn. Đó. Và được ba băng đạn này là ba cái băng đạn tròn nha các bạn. Đó. Thì chúng ta bắn rất là nhanh. Thì cách thức hoạt động thì đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái này về sau. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cái húp nè, chúng ta sẽ bỏ đạn vào. Đó. Ví dụ mình bỏ 6 viên vào ha. Tại vì bỏ sản phẩm của nó thì sẽ có 30 viên đạn. Đó, thì chúng ta mỗi cái ô thì chúng ta sẽ bỏ vô 10 viên, tương ứng với 30 viên thì bạn sẽ bắn rất là lâu. Rồi, thì sau khi mà chúng ta bỏ đạn vô xong á thì bạn sẽ kéo lại. Đó, để gà đạn ha. Thì ở đây nó sẽ có cái nút khóa đạn, thì chúng ta bấm vô thì chúng ta sẽ không bắn được. Khi bạn bấm nhấn vô đây, nhấn máy bình thải qua thì chúng ta mới bắn được đạn. Đó, thì làm thế nào gà đạn thì mỗi lần bắn thì chúng ta sẽ gài một lần ha. Các bạn sẽ kéo mạnh về sau và gài về trước và chúng ta bắn. Đó, thì nói chung là tuy ba băng đạn khác nhau nhưng mà khi bạn kéo băng đạn ra thì đạn nó vẫn truyền về một cái lỗ này để bắn nè. Đó. Hết đạn thì tự động nó lấy đạn từ ba cái phía này. Đó. Thì mình sẽ bắn thử ha. Súng này nó hơi khó canh, mặc dù bắn mạnh nhưng mà hơi khó canh thì nên mình sẽ bắn nè. Trúng một trúng thì thôi. Đó. Thì nói chung là súng này chỉ có 30 viên thôi, còn bạn nào mà muốn mua thêm á thì ta có thể mua thêm đạn này bên ngoài ha. Đó. Nó bắn hết vô thứ nhất xong chỉ sang ô thứ hai, ô thứ ba còn 2 viên nè. Tại vì do một viên nó đã gài đạn sẵn trong đây rồi. Rồi thì cái bộ sản phẩm này á thì trọn bộ của nó thì chúng ta sẽ có là một cái súng như này, một cái sách hướng dẫn ở trong đây. Và chúng ta sẽ có 30 viên đạn ha, 30 viên đạn xốp. Bạn có thể mua thêm, bên mình có bán rất là nhiều đạn xốp như thế này. Chúng ta mua để phục vụ cho việc là chơi lâu hơn, để khi mà các bạn bắn xong phải nhặt lại thì nó hơi lâu. Đó. Rồi thì nếu các bạn quan tâm mẫu sản phẩm này Rival ha, thì bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asen.vn và gọi một từ khóa là B8235 thì nó sẽ ra trọn bộ ảnh mẫu súng này. Đó, súng rất là đẹp. Nói chung súng mà có tên là Rival á thì sẽ bắn rất là ok nha các bạn. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, Asen xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.